Các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 12 năm 2023 23. Ủa, năm nay năm 23 phải không Thành? Đó, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2023. Thể lệ theo sự yêu cầu của khách hàng là anh Sơn lấy cái chiếc tơ thắng đĩa vừa cơ vừa dầu về bán đi. Chứ anh Sơn không lấy bán, anh Sơn nói em không tin, em hủy đăng ký kênh anh luôn. Hả? Thôi để em lấy về đăng bán cho các anh chị nha. Thì con này á thì cũng theo yêu cầu của khách hàng luôn, anh lấy bán đi. Nhưng mà anh phải lấy loại 12 clip á em mới tin. Chứ mà loại 11 clip á bây giờ đời cũ anh Sơn lấy về cũng em cũng khó tin. Đó nên em lấy loại 12 tầng clip luôn. Hai đĩa 12 clip, thắng đĩa vừa cơ và vừa dầu. Và em có quay luôn con thắng đĩa dầu của em. Con thắng đĩa dầu này giá em đang bán là 15,5 triệu. Thắng đĩa vừa cơ vừa dầu em bán là giá 14,5 triệu nha các bạn nha. 14,5 triệu. Đó, rẻ hơn 1 triệu đó, nha các bạn nha. Và con này là 12 clip, 2 đĩa 12 clip loại mới nhất, vừa cơ vừa dầu bây giờ. Chứ không phải lấy lại 2 đĩa 11 clip, mà loại 12 clip mới nhất và mắc nhất hiện nay. Giá em bán là 14,5 triệu nha các bạn nha. 14,5 triệu. Lấy về cho các anh chị coi, các anh chị biết, các anh chị mua. Đó, thì tay này là em vẫn bảo hành chế độ như sau: khung xe làm bảo hành 2 năm, đề clip làm hỗ trợ sửa chữa miễn phí, và có hỗ trợ cho các anh chị nâng cấp lên thắng dầu luôn nha các bạn nha, lên bộ thắng dầu luôn. Nhưng mà tốn tiền, thì các bạn chạy các bạn thích nâng lên bộ thắng dầu, bộ rúp thắng dầu thì tốn tiền. Đó, đâu đó rõ ràng. Thì bây giờ thể lệ theo cầu khách hàng là không có hàng nói người ta không tin. Thì bây giờ anh sẽ dành dụm tiền lấy về bán cho các anh chị để các anh chị tin. Thì vừa cơ vừa dầu đem quay trước luôn. Thì nó cũng 2 đĩa 12 clip Retrobit thôi. Đây là vừa cơ vừa dầu của Retrobit nha các anh chị nha. Nó có cọng dây ở đây. Heo nè, vừa cơ vừa dầu. Giá con này em đang bán là 14,500,000 bao ship. Nha các bạn nha, 14,500,000 bao ship. Và đây là heo thắng dầu. Đó, các bạn nhìn heo gọn không? Nó đẹp hơn không? Đẹp hơn, hoàn thiện luôn. Và heo thắng dầu, cái lực bóp của thắng dầu nó rất nhẹ nha các bạn. Lực bóp của thắng dầu rất nhẹ. Lực bóp thắng đĩa vừa cơ vừa dầu rất nặng. Nó nặng lắm, khác nhau trời vực. Thì có nhiều bạn nói thì mua ông không có, ông nói vậy thì cũng khó tin. Thì bắt buộc nay mình phải lấy về cho các bạn xem. Chục bút nha các bạn nha. Hai con sử dụng chục bút. Và con này là đùm bọc carbon nè, các bạn thấy không? Con 15,5 triệu đùm bọc carbon này, đùm nhôm nè. Đó, khác nhau trời vực. Trên nhau 1 triệu nha các bạn nha. 15,5 triệu và 14,5 triệu. 2 đĩa 12 clip, 12 chứ không phải 11 clip. 2 đĩa 12 clip. Cả hai mã đều là Twitter T2. Khung là không thay đổi nha các bạn. Vỏ ruột của bên đây cũng đẹp hơn. Các bạn thấy em vỏ ruột này tem phản quang nè. Đó, thấy không? Này vỏ ruột này bật đèn tắt đèn gì cũng tới thui à. Tại này đâu có cái lằn chỉ này, lằn phản quang nè. Lằn này không phản quang, vỏ ruột bên đây cũng đẹp hơn nha các bạn nha. Heo dầu đó thì em so sánh cho các anh chị, so sánh giữa heo dầu và heo vừa cơ vừa dầu. Nay em bán luôn cho các anh chị chứ không thôi giờ không có thì lấy cái nói các anh chị thôi. Nhiều khi các anh chị ngại, các anh chị bảo không có hàng nói để ganh đua lại shop khác, nên thôi phải bắt buộc phải lấy về cho các anh chị. Đây là heo vừa cơ vừa dầu nha các bạn nha. Và khung em bảo hành 2 năm, đề clip em hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Riêng cái heo thắng đĩa vừa cơ vừa dầu này em sẽ có hỗ trợ cho các anh chị lên bộ group heo dầu luôn. Nhưng mà cái đó tốn tiền, đâu đó rõ ràng nha các bạn nha. Khung carbon và phụ carbon, ghi đông carbon, cố viên carbon. 2 đĩa và 12 tầng clip, 2 đĩa 12 clip. Cái bộ group này, cái con này mới mốt các bạn kiếm cái khung mà thắng gom các bạn gắn vô chạy vẫn ngon luôn nha các bạn nha. Đó, 2 đĩa và 12 clip, khung carbon, phụ carbon. Con này không chuyển lại đổi thành thắng gom được nha các bạn nha, vì sườn nó đã bít lỗ hết rồi. Bít lỗ hết rồi. Môi thì chỉ có một là nâng cấp lên vừa cơ, nâng cấp lên dầu thôi. Đó nha các bạn nha. Đâu đó nói rõ, mình nói rất rõ trong video nha các bạn nha. Nói rất rõ, giá 14,5 triệu cũng gọi là một mức giá tạm thời tốt nhất Việt Nam. Nha các bạn, tạm thời tốt thôi. Đó, tại vì con này em lấy có 1-2 chiếc để em bán cho các anh chị coi thôi nha các anh chị nha. Chỉ lấy 1-2 chiếc thôi để bán cho các anh chị. Đó.
Jitter T2 khung carbon và phụ carbon, cốp yên carbon, thì lấy một hai chiếc thì giá không có được gọi là giá tốt nha các bạn nha. Chỉ là gọi là cửa hàng bình dân, cửa hàng nhỏ lẻ trong xóm thôi. Cùi đề đĩa Retrobat, vỏ là 725, nền Retrobit, giò dĩa Zenith nha các bạn nha, giò dĩa Zenith BRS. Xe mới nha các bạn nha, xe mới đó, hàng thùng các bạn cần thì qua đập thùng. Clip 12 tầng, ở như các bạn thấy bây giờ là thị trường bây giờ chỉ có hai đĩa 11 clip thôi, cùi đề clip 11. Và Twitter đã nâng cấp lên cùi đề clip Retrobit 12 tốc độ đó nha các bạn nha. Bánh đề vẫn là bánh đề 7 màu, phần này vẫn là phần carbon nha các bạn nha. Đùm này đùm nhôm, đó, con này khác con kia ở chỗ con kia là đùm bọc carbon và thắng dầu. Con này đùm nhôm và thắng đĩa cơ. Dành cho những bạn nào mà tiền ít đó, mình chạy thắng đĩa chơi con này cũng được đó. Thì giá con xe là 14.500.000, 14.500.000 nha các bạn nha. Chế độ bảo hành như sau, khung xe là bảo hành 2 năm, đề clip là hỗ trợ sửa chữa miễn phí nha các bạn nha. Vỏ ruột bạc đạn là không bảo hành. Ghi đông carbon, phụ carbon, khung carbon, bánh nhôm, bánh nhôm. Ha, thắng dầu vừa cơ vừa dầu nè, và thắng dầu đây. Bây giờ mình sẽ quay sao cho các bạn thấy ta. Đó, bây giờ mình để vậy. À, để hai cái thắng đĩa nè gần nhau cho các bạn coi nha. Giờ cũng biết quay, em đã cố gắng để gần đó mà. Thì đây nè, thắng đĩa vừa cơ nè, vừa cơ vừa dầu. Cái này gọi là thắng đĩa vừa cơ vừa dầu, các bạn thấy có cộng dây không? Và đây là thắng dầu không có cộng dây nè. Đó, các bạn thấy không? Và cái mặt đây để quay mặt bên kia luôn, chứ không thôi quay mặt bên đây các bạn bảo cái mặt này nó khác mặt kia nó nên hai con là một nữa, nên cũng khổ lắm. Những bạn mà mới chơi thì chưa có nắm được nên phải quay phân tích rõ ràng. Em quay vòng 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 hơi chóng mặt nha các anh chị, đáng lý quên nãy bấm dừng đây, mà bấm dừng thì các anh chị lại bảo con khác nữa khổ. Đây cái này vừa cơ vừa dầu nè, còn kia là thắng dầu, các bạn thấy không? Thắng dầu đó, mắc hơn triệu. Và đùm này đùm nhôm nè, đùm kia đùm bọc carbon nha các bạn nha, đùm nhôm và đùm bọc cọc carbon, carbon lộn lộn đùm bọc cặc carbon luôn, đùm bọc carbon. Cả hai con là T2 nha các bạn nha, khung là y chang nhau hết, khung y chang nhau hết. À, khung con này ẹo hơn, khung con đỏ này ẹo hơn xíu đó. Đây là hai con T2 nha các bạn nha, một mẫu là thắng đĩa vừa cơ vừa dầu và một mẫu là thắng đĩa dầu. Thắng dây đĩa dầu là con nâu, con nâu em bán giá là 15.500.000, con đỏ giá em bán là 14.500.000, rẻ hơn triệu nha các bạn nha. Niền nhôm các bạn để ý nè, con đen ở trong á cái niền nó đẹp hơn, nó hoàn toàn xuất sắc hơn. Con trắng ở ngoài thì con đỏ ở ngoài niền nó không được đẹp bằng nha các bạn nha. Clip cả hai con đều sử dụng 12 clip hết đó, hai đĩa và 12 clip. Dò dĩa con trong là RBL Rowell, dò dĩa này Zenith nha các bạn nha. Hai cái dò dĩa nó khác nhau, tại giá tiền nó khác nhau mà các bạn, giá nhập khác nhau nên giá tiền khác nhau. Rồi chờ xíu để em quay xe lại. Còn về bộ phần, về phần bộ cổ thì cả hai con bộ cổ đều là sơn titan 7 màu, sơn nha các bạn nha. Phụ carbon, khung carbon, ghi đông carbon, cả hai con ghi đông carbon, ghi đông liền hết các bạn nha. Hai con tay đề cũng khác nhau luôn, tay đề 12 nó cũng khác nhau. Để đưa sát lại lần nữa. Đây tay đề con bên đây như các bạn nhìn thấy nó ngầu và nó to, nó bự hơn. Tay đề bên đây nhìn nó thường. Lý do sao nó bự nó to, tại vì nó chứa lượng dầu trong đây. Nó phải có sử dụng một lượng dầu trong đây. Và cái này là dây cơ, và chúng ta có thể gắn thắng gom cũng được, gắn thắng đĩa cũng được nha các bạn nha. Đó. Nhưng mà nếu mà muốn gắn thắng gom phải đổi khung nha các bạn nha, chứ khung này không gắn thắng gom được. Đó, khung thắng đĩa không gắn thắng gom được nha các bạn nha. Ghi đông à, ghi đông carbon nè. Đó. Khung sườn carbon và phụ carbon. Bánh là bánh Retrobat. Đó, bây giờ em test. Bây giờ em sẽ test độ chớn của nó nha. Bánh có nổ Retrobat chữ đỏ thì nó cũng y như thắng gom thôi. Cối nổ, đùm cối nổ. Màu con này em đang có màu đỏ, màu đen, màu lông chuột, màu xanh biên chi, màu dương, có đủ màu. Giá 14.500.000 bao ship cho các anh chị, 14.500.000 bao ship. Địa chỉ mua hàng của shop em là 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17 và quận Gò Vấp. Đó, vỏ Innova, còn bên kia vỏ hai màu. Con nào em cũng bán nha các bạn nha, tại con nào cũng là xe của em đó, nên em bán cho các anh chị. Để chi các anh chị có xe để đạp tập thể dục, đi làm, đi chơi, đi học, đi phượt. Giá con xe đang được bán với giá 14.500.000, Twitter T2 màu đỏ. Đây là thắng đĩa vừa cơ vừa dầu, vừa cơ vừa dầu. Và bên đây là thắng đĩa dầu nha các bạn nha. Để em quay cấu hình chi tiết của con thắng dầu cho các anh chị xem nha. Khác nhau khác dầu dĩa nè.
khác nhau khác đùm bánh nha, khác nhau khác bộ tay lắc và thắng dầu, à, heo dầu. À, thì con này là 15 triệu rưỡi và con kia 14 triệu rưỡi bao ship. Khác nhau cùi đầy đĩa nữa, con này sử dụng cùi đầy đĩa Microchip RB, con kia sử dụng cùi đầy đĩa Retrobat nha các bạn nha. Khung thì con bên đây sử dụng khung của Thunder, con bên đây sử dụng khung của R5 cải tiến nha các bạn nha. Thì chắc con này nó cải tiến lại một bậc, nó đi cái mẫu khung này, còn kia là khung khác. Đó. À, nói chung cả hai mã đều là Twitter T2. Nếu mà hai con, thí dụ con bên màu đỏ này nè, nó sử dụng rúp của con này, em bán vẫn giá là 15 triệu rưỡi. Và con này nếu mà sử dụng rúp của con màu đỏ, em vẫn ra bán giá 14 triệu rưỡi. Tại vì khung sườn của Twitter là một giá nha các bạn nha, khung sườn một giá. Và nó chỉ khác nhau và trên nhau là bộ rúp và bộ thắng đĩa hoặc bộ thắng gom. Nói chung trên nhau về cấu hình thôi, chứ khung sườn là một giá nha các bạn nha. Trên nhau về cấu hình, cấu hình gồm có nè, rúp nè, vỏ ruột nè, bánh nè, rồi thắng nè, cùi đề, cùi đĩa, dò dĩa và nó trên nhau như vậy nha các bạn nha. Bây giờ mời các anh chị xem, cả hai con đều là 12 tầng lip, khung carbon và phụ carbon, cốt ghi đông carbon. Con này giá anh đang bán 15 triệu rưỡi. Con màu đỏ này em chờ thời gian nó về khá lâu, lý do là sao các bạn? Tại vì có một số anh chị rồi hủy tương tác, lý do là em không chịu lấy mà em cứ nói là như vậy như kia, thì em bắt buộc phải lấy về cho các anh chị coi để các anh chị biết trải nghiệm. Quên, bán xe là phải đưa ra sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đó, như các bạn thấy nè, cái yên bên đây nè, nó làm cũng đẹp hơn nha các bạn nha, cái yên bên đây làm bình thường hơn. Đó, nó còn có nhiều chi tiết lắm, nhưng mà nếu mà để mà biết được hết tất cả những chi tiết đó thì chúng ta phải qua đây mua một thùng bia rồi làm con khô cá mực gì đó, chúng ta ngồi nhậu, chúng ta bàn, chúng ta nói chuyện về, chúng ta tìm được nhiều chi tiết hơn. Nhiều người thì sẽ tìm được nhiều chi tiết khác nhau hơn. Các bạn có thể đi 5 người tới đem 5 thùng bia, em thì con khô mực thôi được rồi, các anh chị đem bia, dịch nè, dịch quay nè, cá nướng, cá sòng nướng muối ớt nè, đó, tôm càng gì đó đem tới thì em hỗ trợ khô mực cho các anh chị để ăn vui là chính đó nha các bạn nha. Chứ không có gì hết, em này đơn giản, nhà nghèo không có gì hết, chỉ tiếp đãi đựng khô mực rồi, nhà nghèo lắm nha các bạn nha. Tên con xe, thương hiệu con xe Twitter T2. Con màu đỏ 14 triệu rưỡi, con màu lông chuột 15 triệu rưỡi. Con lông chuột em có quay chi tiết rồi, con màu đỏ này giờ mới quay chi tiết nha các bạn nha. Mời các anh chị xem lại Twitter T2 màu đỏ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 14 triệu 500 ngàn. Bộ tay lắc thắng đĩa vừa cơ vừa dầu, phục vụ cho nhu cầu các bạn. Là anh Sơn lấy vừa cơ vừa dầu em mới có tiền mua. Đó, thì để phục vụ nhu cầu của các bạn này, sớm hơn mì quay chi tiết cho các bạn xem. Khung sườn carbon, phục carbon, tay đề lắc, ri cho bích 2 đĩa và 12 lip. Ghi đông carbon, phục carbon, bánh nhôm. Thắng đĩa vừa cơ vừa dầu, vừa nạt vừa mở. À, cái gì cũng chơi, thắng đĩa vừa cơ vừa dầu. À, đùm bạc đạn Retrobat, mặt đĩa, chục bút. À, niềm nhôm, niềm Retrobat. À, cái tem bên đây, à, tem niềm bên niềm đó bên niềm đây giống nhau. À, tem niềm giống nhau, niềm cũng giống nhau. Vỏ thì khác. À, cùi đa đĩa Retrobat. Dò dĩa Zenith BRS. Mẫu mới 2 đĩa 12 lip. Sơn là sơn Summit 12. Lip là lip thả 12 tầng. Cùi đa lip Retrobat 12 tốc độ. 2 đĩa và 12 lip. Màu sắc đang có đủ màu. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 14 triệu 500 ngàn. 14 triệu 500 ngàn bao ship. Chúc các anh chị một năm mới. Ở lộn, chúc các anh chị một buổi tối vui vẻ. Dạo này nhậu xỉn quá, đầu óc bị bể rồi. Nhậu nhớ cái gì không à, không nhớ năm luôn các bạn. 2 đĩa 12 lít. Đùm nhôm Retrobat. Thắng đĩa vừa cơ vừa dầu. Chừa ra một cọng dây rất xinh. Và cái chấm đỏ à, chứng tỏ em còn nhỏ và môi em còn xinh đó. Tên con xe, thương hiệu con xe Twitter T2. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông carbon. Bánh trước, bánh sau bạc đạn, hai thắng đĩa cơ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 14 triệu 500 ngàn. Rồi, chào các anh, các chị.